Trần Đào Ngọc Nhi, sinh viên năm đầu của trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Thành phố Hồ Chí Minh, có quê ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, thuộc diện gia đình nghèo. Và những ngày cuối tháng 12 năm 2019 này đã nhận được tấm vé miễn phí chuẩn bị về quê đón Tết Canh Tí. Hiện tại thì em đã cầm được tấm vé này trên tay, em cảm thấy rất là hạnh phúc. Đây là cơ hội để những sinh viên nghèo như em có cơ hội về quê đón Tết. Em cảm thấy rất là ấm áp khi được sự quan tâm của tất cả mọi người, các mạnh thường quân. Cái ý nghĩa này thì vô cùng lớn lao, đó là động lực cho em học tập. Đối với cái sinh viên xa nhà như tụi em mà là sinh viên nghèo nữa thì cái việc mà có được cái tờ vé để về quê ăn Tết nó rất là khó, và mọi năm thì em thường phải kiếm tiền để mua được cái tấm vé này để được về quê. Nhưng mà năm nay thì bởi vì có cái chương trình này á, nên là cái số tiền đó thì thay vì em mua vé thì em sẽ đưa được cái số tiền đó về cho bố mẹ để lo được một cái Tết nó có thể là đầy đủ hơn, cho các em có thêm nhiều niềm vui hơn. Em rất là cảm ơn mọi người đã tổ chức được một cái chương trình cực kỳ ý nghĩa như thế này ạ. Nguyễn Vinh Quang, sinh viên năm thứ ba của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã rất bất ngờ khi biết mình có trong danh sách được duyệt vé xe về quê đón Tết. Năm đầu vào đại học, Quang đã nhận được món quà ý nghĩa này và nay lại nhận được lần thứ hai, niềm vui như được nhân đôi. Gần 2 năm rồi em chưa được về quê ăn Tết cùng gia đình. Là khi mà báo mà mình được nhận cái vé này á thì trời, em nhảy dần lên luôn, là giống như là gọi điện về cho mẹ liền là: mẹ ơi, con nhận được vé từ trung tâm hỗ trợ sinh viên chuyến xe mùa xuân, nên em rất là vui. Cái năm lần đầu tiên nhận thì lần đó thì em chưa biết nhiều về chuyến xe mùa xuân, nhưng mà sau khi em nhận được thì em thấy là trung tâm rất là tuyệt vời, tại vì là hôm đó thì mình vừa được nhận vé xe, vừa được tặng quà để về quê ăn Tết, mà giống như là cái cảm xúc mà lúc mà bước lên cái xe á rất là tuyệt vời, giống như là cảm giác là mình được lên xe về quê ăn Tết. Tại vì cái năm đầu tiên mình xa nhà thì mình rất là muốn trở về, và lên xe thì tất cả mọi người trên xe là hát từ Sài Gòn về tới Hà Tĩnh luôn. Đối với các bạn sinh viên đăng ký tham gia chương trình chuyến xe Tết xuân về thì phần lớn các bạn sẽ thuộc ở các tỉnh xa, ví dụ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Tuy nhiên vì kinh phí có hạn nên là số lượng những chuyến xe về các tỉnh xa như vậy rất hạn chế, và chính vì như vậy chúng tôi rất đau đầu khi phải chọn lọc những các bạn sinh viên nào thực sự đủ tiêu chuẩn cũng như là tham gia được chương trình chuyến xe như vậy. Để tổ chức được nhiều chuyến xe xa thì như vậy thì số lượng sẽ bị giảm xuống, và chúng tôi cũng, mà trong khi đó thì số lượng sinh viên đăng ký về những cái tỉnh xa như vậy là rất nhiều, và chúng tôi cũng cố gắng cân đối làm sao để đảm bảo hài hòa giữa số lượng của các tỉnh thành cũng như là nhu cầu nguyện vọng của các bạn của các tỉnh, để làm sao số lượng sinh viên có thể về quê đón Tết được nhiều nhất. Đã qua 7 cái Tết và định kỳ hàng năm, chương trình chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp cho hàng chục ngàn sinh viên nghèo theo học ở các trường cao đẳng đại học có cơ hội về quê đón Tết cùng gia đình. Chương trình năm nay được triển khai từ tháng 11 năm 2019 và thông báo đến tất cả các trường cao đẳng đại học của Thành phố Hồ Chí Minh để sinh viên nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đăng ký xét duyệt. Tính đến thời điểm này có gần 5.000 trường hợp đăng ký thông qua các hình thức trực tiếp hoặc qua website của chương trình. Sau khi xét duyệt, có gần 3.000 sinh viên được tặng vé xe nghĩa tình miễn phí về quê đón Tết Canh Tí này. Tất cả các chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy sẽ xuất phát vào ngày 15 tháng 1 năm 2020, tức ngày 21 tháng Chạp âm lịch. Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần AC Cúp Việt Nam tổ chức.